Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu sửa bài tập ha. Cô đã xem bài tập về nhà của các bạn đăng rồi. À, lớp mình làm bài tập đủ, tất cả các bạn đều hoàn thành hết. Rồi, bây giờ mình cùng sửa nha. Ok. Page 46. À, trang số 46 ha, sách workbook. Bạn nào có sẵn sách workbook thì mở quyển sách của mình ra xem là mình làm có đúng chưa ha. Rồi, ở bài tập đầu tiên, họ kêu mình là write the capital or small letters, then say the sounds. Ừ, bài tập này người ta kêu mình làm, mình sẽ viết những cái chữ cái còn sót lại ở đây nè, phiên âm hoặc là letters. Rồi, bài tập này cô skip ha, cô sẽ bỏ qua ha. Ok, number 2, write the letters. À, bài tập này mình sẽ điền khuyết tức là điền vào những chỗ nào mà còn bị thiếu chữ. Thí dụ, number 1, nurse, nurse. Người ta để trống cái chữ N đầu tiên. Nhiệm vụ của mình sẽ là điền cái chữ N này vào. Ok, number 2, look at the nurse. Các con nhìn vào cho cô cái chú y tá này ha. Chú y tá này, trên tay của chú là cái gì nhỉ? What in his hand? What is in his hand? Cho cô biết cái gì nằm ở trong tay của chú y tá này vậy, Hải Đăng? Yes. What is in his Is a rock orange. hand? You say is a orange? Yes. Okay. It's. Bạn hãy đăng trả lời là is a orange. Ok, cô mời bạn Khánh Nam cho cô biết bạn sai chỗ nào nhỉ? An orange. Khánh Nam. Orange bắt đầu bằng chữ cái gì? Chữ cái. Orange. Look at my screen. Nhìn vào màn hình của cô đi. Orange bắt đầu bằng chữ cái gì? Chữ cái gì nhờ con? O. Yes, letter O. Okay, letter O. Okay, letter O ha. Cô sẽ gạch chân nó. Khánh Nam cho cô biết tiếp nào. Chữ O nằm trong hai từ gì? Chữ O này nó nằm trong hai từ gì? Octopus. No, chữ O này nó nằm trong hai chữ gì tiếng Việt? Cô hay dạy các bạn phân biệt giữa ờ và ần á. Chữ gì nhờ? Chữ gì mà khi đi? An. Yes, an. Nhưng mà cái chữ cái đầu tiên này, chữ Âu này nó nằm trong từ gì trong tiếng Việt? Quể oải. À, nằm trong từ quể oải. Và những chữ cái có trong hai chữ quể oải đó là chữ U, E, O, A, Y ngắn. Đó, những cái chữ này đều phải dùng an thay vì dùng ờ ha. Is an orange. Okay, we're going to the next part. Tiếp tục nào. Oh, sorry. Okay, tiếp tục nào. Ở đây chúng ta sẽ điền letter O. Okay, letter O. Number two, Minh Châu. Khánh Nam chú ý về micro giúp cô nha. Yes. Ok. À, Minh Châu đọc câu số 2 cho cô nha. Đợi cô xíu nào. Ok. Number 2. The first word. Octopus. Yes, octopus. Letter. S. S. So.
The second word. Còn chữ cái thứ hai thì sao con? Yo-yo. Yes. Why? Was it the beginning? Oh, yes. Why? Letter Y. Okay, letter Y. Yo-yo. Right. Number three. Number three. Phúc Minh, please. Yes. Letter X. Yes, letter X. Can you read this word? Read it. Box. Đọc lên cho cô nào. Oh yes, box. Box. All right. Box. So, look at the box. What is in? Pin. What is in the box? Pin. No pin. Wrong. It's a wrong. Chữ này đọc là gì nhờ? Cô mời pen. Bạn. À, pen. Không phải là pin đâu, mà là pen mới đúng ha. Chính xác. Pen. Okay, nice. Number four. Number four, hãy đăng, please. Yes. Yes. This one. Letter U. Yes. How to read it? It's an... umbrella. Umbrella, đâu phải là umbrella mà là nhá. Đọc lại nào, umbrella. Umbrella. Ok, rồi sẵn tiện đây cô mời bạn Khánh Nam đọc cho cô cái từ umbrella nào, xem mình đã cải thiện chưa. Umbrella. No. Rồi. Cái umbrella này của con nó hơi khó nha. Bạn Khánh Nam có vẻ cái umbrella này Khánh Nam hơi khó phát âm. Rồi cái umbrella này á, nó không phải là âm bờ, cũng không phải là âm r, mà nó là sự kết hợp của cả hai âm này. Bằng cách miệng của mình, khẩu hình miệng của mình thì mình ngậm lại như thế này, nhưng mà ở bên trong mình nói cái chữ r ra trước. Br. Ok, now it's time, it's your turn. Can I please say that again? Bruh. 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 Yeah. No. Bruh. Không phải là bờ, cũng không phải là r, mà là bruh. Nhấc cái lưỡi của con lên khi con đọc chữ bờ. Khi con đọc chữ bờ thì con nhấc cái lưỡi của con lên. Bruh. Bruh. Ok, rồi luyện tập thêm cho cô ha. Umbrella. Yeah. Umbrella. Say that again. Umbrella. Yes, umbrella. Ok, Khánh Nam điền luôn cho cô từ còn lại nào. What is it? T. T, letter T. Yes, that's right. Letter T. So, what is it? Hat. Yes, hat. Ok, các bạn làm bài này đúng hết chưa? Có bạn nào sai chỗ nào không? No? Ok, những bài tập này khá là đơn giản, chỉ là phần kiểm tra từ vựng. Sao Hải Đăng sai hả con? Hải Đăng yes. Sai chỗ nào hả? Ý là con tưởng cô kêu mấy bạn giơ tay là đọc. No, cô đang hỏi có bạn nào làm sai cái phần này ở nhà không? Cô đang sửa bài tập về nhà đó. Rồi, dạ, qua đúng rồi. Ok, thank you, very good. Ok, we going to the part 3. Part 3, ở phần số 3 ha. Nhìn vào bức hình và sẽ điền những cái từ còn trống trong cái đoạn văn này. Ok, chúng ta đến với bức hình thứ nhất ha. We going to the first picture. Rồi, cô mời một bạn đọc câu thứ nhất cho cô. À, một câu tức là sao? Tức là đọc từ đầu câu đó cho tới dấu chấm. À, chỗ nào có dấu chấm tức là chỗ đó vừa kết thúc một câu xong. Cô nói bạn đọc một câu, vậy tức là bạn đọc cho tới chỗ dấu chấm rồi bạn ngừng. Ok, ở chỗ này người ta cho mình ví dụ luôn là letter W. À, người ta cho mình chữ cái W sẵn ha. Ghép lại mình được chữ window. Ok. Now, look at this picture. There is
a green window. Okay, listen again. Look at the picture. There is a green window. À, hiểu cô nói gì không nhỉ? Phúc Minh, cô nói gì đấy? Cái nghĩa của câu cô vừa nói là gì? Yes. There is a green window. Cửa sổ màu xanh lá cây. Oh yes, yeah, but there is. What does this mean? Nó. No, there is có nghĩa là có. There are và there is, các bạn còn nhớ không nhỉ? Mình muốn giới thiệu có cái gì đó thì mình sẽ dùng there is và there are. Rồi, ở đây ha, nhìn cho bức tranh thì thấy một cái cửa sổ màu xanh. Rồi, cô mời các bạn đọc cho cô cái câu đầu tiên. Bạn nào xung phong nào? Minh Châu, you got up, please. Yes. Read the first statement. The piece is a window. Yes, thank you. The piece is a window. You know what does it mean? Con hiểu nghĩa của nó là gì không? Con ông nhìn. Cửa sổ. Là máy. Một cửa sổ. Yes. Con ong nhìn thấy một cái cửa sổ. Alright. The bee sees a window. The bee sees a window. Yes, thank you. And the second one. Câu tiếp theo cô mời bạn Khánh Nam, please. Minh Châu, turn off your mic. Yes. Okay, Khánh Nam, read. The bee sees a sofa and lollipop. Yes, okay. In this statement, we have two spaces. Okay, ở cái câu này thì chúng ta có tới lận hai chỗ trống. Okay, chỗ trống thứ nhất, điền chữ cái gì nhờ Khánh Nam? S. Letter S. Yes, letter S. Letter S. Mình có từ đó là sofa. Okay. Vậy còn chỗ trống này? Letter chữ B. P. Letter P. Letter P. Okay, letter P. Mình có từ này đọc là gì Khánh Nam? Lollipop. Okay, kẹo. Lollipop. Kẹo. Yes. Okay. Thank you. Lollipop. Cây kẹo múc ha. Rồi, nhìn trong hình này. Đầu tiên, có con ong là bee, the bee. Rồi, cửa sổ là window. Cái ghế màu đỏ này đọc là sofa. Và this one là, cái này là lollipop, lollipop. Okay, the third statement, câu thứ ba. Okay, Phúc Minh, please. Yes. The bee says buzz, buzz. Okay, the bee says buzz, buzz. Okay, what letter would you text? Con điền chữ cái gì vào đây? Double Z. Okay, double Z. Okay, in this one, it's two. It's like if it's the same. Double Z is the same. Thank you. Okay, câu số 3 này nghĩ là gì nhờ bạn Phúc Minh dịch ra cho cô với? Con ông nghe buzz buzz. Cái tiếng buzz buzz này có nghĩa là tiếng vo ve ha. Con ông nó nói vo ve, được chưa? Cái từ này không phải là nghe. Đây ha các bạn, cái từ này không phải là nghe. Cái từ này là say. Từ này là says, có nghĩa là nói. À, cái việc mình nói, mình phát âm thanh, mình nói. Chứ không phải nghe ha. Ok, rồi. Cô dịch nghĩ lại của ba câu này ha. Chú ong nhìn thấy một cái cửa sổ.
Chú ong nhìn thấy một ghế sofa và một cây kẹo múc. Chú ong nói vò vì, được chưa? Đó là cái nội dung của bức tranh thứ nhất. Ok, cô mời một bạn đọc lại cho cô nguyên cái đoạn văn này nào. Who can read all the paragraph? Hãy đăng please. The bees is a window. The bee sees a sofa, a lollipop, and bee say booze, booze. Ok, rồi chữ này là sees có nghĩa là nhìn thấy, còn chữ này là says có nghĩa là nói. Rồi chữ see và chữ say này nó đều thêm s ở cuối cùng. Ha, các bạn nhìn cho cô, nó đều có chữ s ở tận cùng. Nhưng mà chữ s này nó không phải là số nhiều mà thêm s, mà nó là vì chú ong. Chú ong ở đây là một chú ong, cho nên cái động từ nhìn thấy và cái động từ nói phải thêm s. Cái này các bạn sẽ được học sau ha. Ok, cô mời một bạn nữa đọc lại cho cô đoạn văn này nào. Khánh Nam, please. The piece is a window. The piece is a sofa and lollipop. The piece it says booze, booze. Okay, thank you. Next one. Who can do like Hanam? Okay, Phúc Minh, please. Yes. The bee sees window. The bee sees a sofa and lollipop. The bee says buzz, buzz. Okay, thank you. Okay, the last one, Minh Châu, please. Yes. The bee sees a window. The bee sees a sofa and lollipop. The bee says buzz, buzz. Okay, thank you. We go into the second picture. Rồi, nhìn sương sương trong cái bức tranh này thì mình nhìn thấy đây là một cuộc đua ha. Và mọi người đang chạy tới cái vạch đích. Ok, đây là vạch đích. Rồi, cùng dự đoán xem ai sẽ là người chiến thắng ha. Dựa qua cái cách mình đọc qua đoạn văn này. Rồi, câu đầu tiên, bạn nào xung phong đọc cho cô câu đầu tiên. Chỉ một mình hãy đăng thôi sao? Khánh Nam. Mời Khánh Nam nào. The queen and the zebra are in a van. Ok, rồi bây giờ bắt đầu điền những chữ cái đó vô nè. The first space is, the first space là gì nhỉ con? Queen. Letter Q. Q, Q. Next one. Rồi, từ này là chữ cái gì? Z. Letter Z, chính xác. Tiếp tục, cái cuối cùng. Khánh An nói luôn. Van, letter V. V. Okay, next one. The second statement. Có mời Phúc Minh. Yes. Okay. Read it before. The lion and the tiger are
In a car. Okay, the lion and the tiger are in the car. Đầu tiên, chữ này là letter gì nhỉ? Letter N, that's right. Next one. T. Right. And last one, cái cuối cùng là R. R. Okay, R. Rồi. Bạn cuối cùng đọc cho cô câu cuối cùng nào. Okay. Minh Châu. Yes. The rabbit is number one. Yes, okay. It's just only one space. Rabbit. Right, rabbit. Bắt đầu bằng letter gì nhỉ? R. Yes, letter R. Right, xong ha. Bài tập số 3 này có bạn nào làm sai không? Không hả, đúng không? À, bạn nào cũng làm đúng hết. Rồi, skip qua bài tập tiếp theo. Lesson 6. Rồi, ở bài tập này mình sẽ tìm xem mọi người đang ở đâu ha. Ở đây trên cái khung người ta cho mình những cái từ và mình chỉ có 3 câu thôi. Có câu số 1 thì đã là ví dụ rồi. Cô mời một bạn đọc cho cô ví dụ thứ nhất lên nào. Hãy đăng. Yes. She's in the kitchen. Okay. Đọc lại cho cô nào. Một lần nữa. She in the kitchen. Câu hỏi đầu bài của mình là where's Rosie? Rosie ở đâu? Và cái từ she này có nghĩa là cô ấy ở đây là chính là Rosie. Mọi người trong gia đình đi kiếm xem Rosie ở đâu ha. Where's Rosie? Rồi. Câu thứ nhất, người ta trả lời là she's in the kitchen. À, Rosie đang đứng ở trong bếp. Number 2, bạn nào làm cho cô câu tiếp theo nào? Phúc Minh, please. Yes. Number 2. Living room. Oh, you text this living room. Living room. Rồi, đọc cả câu lên cho cô. She's in the living room. She's in the living room. Okay. She's in the living room. Right. Number three. Minh Châu, please. Yes. She in the dining room. Dining room. Yes. She's in the dining room. Dining room. Okay, thank you. We turn to the next part. Number two. Okay. Cô mời một bạn đọc cho cô ví dụ thứ nhất lên nào. Khánh Nam. Oh, where's grandma? She's in the dining room. Where's grandma? She's in the dining room. À, đây kia mình nhìn vào bức tranh số 1 ha. Nhìn thì thấy là bà đang ở trong phòng ăn. Where's grandma? Ok, number 2, bạn nào điền tiếp cho cô chỗ trống thứ nhất này sẽ điền từ gì nào? Ok, mời Phúc Minh. Yes. Where's? Đây là câu hỏi có nghĩa là gì nhỉ con? Câu hỏi nghĩa là gì? Billy đang ở đâu? Yes, Billy ở đâu? Where's Billy? Cái từ where's có nghĩa là ở đâu? Ok, rồi một bạn làm cho cô câu trả lời. Một bạn làm cho cô câu trả lời. Hãy đăng. Yes,
What? She's in the he in the dining room. À, he. Rồi cô ghi vậy đúng chưa? Chưa. Gạt Sam thêm. Gạt thêm rồi ghi chữ S. Ok. Dấu phẩy và S. Nhớ lúc nào she và he cũng phải thêm S. Đó là viết tắt của động từ to be is. Rồi, các bạn cho cô hỏi bài tập số 2 này có bạn nào làm sai không? Không. Rồi, bài tập này rất dễ so với lớp chúng mình. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo. Rồi, lớp đợi cô xíu ha. Wait a minute. I will find a song for you. Cô kiếm một cái bài hát cho lớp mình tươi tỉnh lên, cho sôi động lên. Hôm nay có vẻ các bạn chưa hào hứng lắm. Rồi. Mình để học. Rồi. Ơi, cô nghe. Tí nữa nghe xong bài hát rồi làm bài thi nha. Ok, rất là thích exam luôn hả? Ok, rồi, đây rồi. Đây là một bài hát về các loại trái cây. Và chúng ta ở bài học trước đã được học 6 loại trái cây. 6 hay 5 ta? Banana, apple, pear, fig. Gì nữa nhờ? Xoài là mango. Ok, rồi hôm nay chúng ta sẽ học thêm một loại mới nữa. Pear. Cùng nghe bài hát. Pear. Rồi, các bạn ơi, cô có một cái luật như thế này. Trong bài hát này, các con nhớ được bao nhiêu từ trái cây mới mà các con học được thì các con sẽ được một điểm cộng. Được chưa? Rồi, nghe bài hát này và ghi nhớ xem số từ mình. Ok, that's all. Rồi, bạn nào cho cô biết có loại trái cây nào mới mà bài hôm trước mình chưa học. Loại trái cây nào không có trong sách mình. Ok, Khánh em. Watermelon. Chop. Oh, yes, watermelon. Peach. Okay. Peach. Just peach. One. You just still one. Right? Next one. Minh Châu. Strawberry. Strawberry, yes, that's right. Phúc Minh. Avocado. What's on? What's this? Avocado. Avocado. Oh, yes, avocado. All right. Next one. Hãy đăng. Watermelon. No watermelon. Khánh Nam, he said. Có một trái trong có hai trái lận. Thực ra có hai trái trong cái bài hát vừa nãy mà trong sách của mình không có. Peach. Ah yes, peach. Một trái nữa. Trái này nó có rất là nhiều quả. Pineapple. No, not pineapple. Watermelon. Cái nhà. Nho. Nho là gì? Grapes. Yes, grapes. Grapes. Rồi, bài tập thuyết trình của mình sẽ là miêu tả về một loại trái cây mà em yêu thích. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vô bài ha. Describe. Describe. One fruit. Which you like? You like? Right. Yêu cầu bài tập của mình sẽ là miêu tả
cả lớp chú ý ha. Nếu như mà bây giờ mình không nghe cô giảng cái bài tập này thì về nhà mình sẽ không biết làm như thế nào cả. Miêu tả một loại trái cây mà em yêu thích. Rồi mình sẽ miêu tả gì đây nha? Rồi cô có một số câu hỏi gợi ý cho cả lớp mình như sau. Đầu tiên, đó là quả gì? What is it? Bạn Minh Châu tắt mic giùm cô. Rồi, tiếp theo, câu hỏi tiếp theo sẽ là quả đó màu gì? What color is it? Rồi, tiếp tục. Đó là cái quả đó có vị gì? Sorry, chờ cô một xíu nha. Hello. Rồi, cô quay trở lại rồi đây. Câu hỏi tiếp theo đó là how does it taste? Câu hỏi này nghĩa là nó có vị gì? Vị chua, vị ngọt, vị đắng hay như thế nào đó? How does it taste? Cái từ taste này có nghĩa là nếm mùi vị của nó như thế nào ha. Cô sẽ ghi nghĩa mấy câu hỏi này ra cho cả lớp. Và cả câu trả lời nữa, sẽ ghi câu trả lời cho từng câu. Rồi, tiếp tục đến với câu hỏi tiếp theo. Sorry. Rồi, câu hỏi tiếp theo đó chính là ai là người mua cho mình cái loại trái cây đó? Who bought for who bought it for you? Okay, who buy it? Buy. Who buy it for you? Okay. Mở đầu. Where do you buy it? Where do you buy it? Rồi, đầu tiên ha. Đầu tiên câu hỏi what is it này có nghĩa là nó là loại, nó là cái gì, thì câu này dễ rồi ha. Mình sẽ giới thiệu ra. Maybe it's strawberry, maybe it's grapes, maybe it's bananas. Cô sẽ gợi ý những cái câu hỏi mà nó dễ dễ nha. Rồi những cái trái cây đó nó có màu gì thì mình kể ra. It's blue, it's red. Thí dụ như trái strawberry, thí dụ như trái dâu tây, strawberry, thì trái strawberry màu gì nhờ? Phúc Minh? What color is strawberry? Red. Yes, it's red. Vậy thì mình sẽ giới thiệu ra cái loại trái cây mà mình yêu thích, nó có màu gì. Rồi, sau đó, thí dụ ăn cái dâu tây thì nó có vị gì nhờ? Vị đắng, vị ngọt hay vị chua hay vị cay? Ăn cái strawberry có vị gì Khánh em?
Khánh Nam. Vị chua. À, vị chua đúng không? Maybe sometimes it tastes sweety. Có lẽ là đôi khi thì mình mua mà trái dâu tây này mà ngon thì nó vẫn có vị ngọt. Vị ngọt là sweety. Rồi. Vậy thì mình sẽ kể ra trái đó có vị gì ha. Rồi, đợi con một xíu. Các con nên miêu tả những cái trái cây nào mà gần gũi với mình. Thí dụ như apple, rồi watermelon, grapes. Đó, những cái loại trái cây nó gần gũi với mình. Strawberry cũng được ha. Rồi, ai là người mua nó cho con? Who buy it for you? Câu chuyện này con sẽ trả lời là my mom buy it for me. My mom hoặc là ai đó, nếu mà bố hoặc là mẹ thì ghi ra my mom. That buy it for me. Rồi. Câu này có cần câu trả lời không nhỉ? Cô thấy nó dễ quá. Mom hoặc dad buy for me. Rồi, tiếp tục. Where do you buy it? Câu hỏi cuối cùng. Where do you buy it? À, con mua nó ở đâu? Thường thì mẹ sẽ đi chợ hoặc là sẽ đi siêu thị để mua trái cây cho cả nhà ăn đúng không? Chợ là market, còn siêu thị là supermarket. Rồi, thì mình có thể nói là Mom, my mom buy it. My mom buy it at the supermarket. At supermarket. Rồi, các bạn có biết từ supermarket này không nào? Supermarket này có nghĩa là siêu thị. Rồi, hoặc là nếu như bạn nào mà mẹ mình mua trái cây ở chợ thì mình sẽ dùng từ là market thôi, không cần phải shipper nữa. Rồi, đây sẽ là bài tập của mình ha. Rồi, bài tập này lát nữa cô sẽ chụp lại và gửi, cho nên là cả lớp mình không cần ghi ngay bây giờ đâu. Về nhà mình sẽ làm bài tập này sau. Rồi, cô nhắc lại ha, khi các bạn quay video clip á, mình có được nhìn sách nhìn vở không? Có được không nhờ bạn Hải Đăng? Có nhìn sách nhìn vở không? No, okay. Don't look at any book, any notebook. You have to try it by yourself, by your brain. Ok, các con phải tự vận động trí nhớ của mình, phải tự vận động cái não bộ của mình để nhớ được cái bài đó. Mình nếu như mà mình chỉ nhìn rồi đọc thôi á thì nó sẽ vô nghĩa lắm, bài tập này nó hầu như là nó không có giá trị ha. Cho nên là mình lưu ý, mình sẽ viết cái bài này ra một cuốn vở, sau đó mình đọc đi đọc lại, mình thuộc được cái ý rồi thì mình sẽ quay video clip, nhờ ba hoặc mẹ quay video clip cho mình, hoặc mình cũng có thể tự quay, kê điện thoại ở một góc nào đó tự quay. Rồi. Hạn của bài tập này, hạn nộp bài của bài tập này sẽ là vào trước 7:30 tối ngày chủ nhật, được chưa? Trước 7:30 tối ngày chủ nhật tuần này. Hôm nay là thứ hai, chủ nhật tuần này 7:30 tối mình sẽ học. Vậy thì các con phải up cái bài đó lên trước 7:30 tối để làm gì? À, để tiết học ngày hôm đó cô sẽ phóng cái video clip của mình lên cho toàn bộ cả lớp cùng xem và cùng sửa sai, cùng sửa lỗi phát âm, cùng sửa lỗi cách đọc. Rồi vậy ha. Bây giờ qua phần tiếp theo. Cô. Yes. Yes. Làm bài thi đi. Ok, làm bài thi ha. Rồi vậy thì bây giờ mình sẽ bây giờ mình sẽ kiểm tra một số từ vựng cũ. Hôm bữa là cô nói là unit, hình như là mình chưa kiểm tra unit 2, 3 nè. Unit 2, unit 3 mình chưa kiểm tra nè. Mình mới kiểm tra cái unit 1 à. Okay, everyone. Now it's time to do an exam. So please close your book.
Rồi, cả lớp gấp sách lại, gấp vở lại. Mình sẽ gõ cái đáp án của mình vào bot chat cho cô ha. Minh Châu, are you okay? What's wrong with you? Don't cry, baby. Sao vậy? Minh Châu sao vậy? Mệt hả con? Are you sick? Are you tired? Ok. Rồi, Minh Châu gõ được đáp án nhiều thì gõ cho cô ha. Không sao hết. Rồi, bắt đầu nào cả lớp. Từ đầu tiên ha. Thứ năm. Ngày thứ năm. Thứ năm. Hey Minh Châu, if you feel not good, you can take a break just 5 minutes. Okay? Wash your face. Don't cry. You can take a break about 5 minutes. Yes. Thứ năm là Thursday. Yes, all right. Next one, thứ bảy. Minh Châu bị ốm hả Minh Châu? Cô ơi, hôm nay chắc con đi tiêm COVID về có khi lại mệt rồi. Dạ, dạ vâng. Vậy thì chị cho bé nghỉ sớm cũng được không sao ạ? À? Chắc là có khi giờ mới sốt rồi, vâng vâng ạ. Dạ vâng, nãy giờ thấy bé cũng không ổn, có hỏi nhưng mà bé không thấy trả lời. Rồi Minh Châu nghỉ ngơi nha con nha. Yes, thứ bảy là gì nhờ các bạn ơi? Saturday. Yeah, Saturday. Yes, okay. Next one. Tiếp tục ha. Các bạn vẫn chưa có bạn nào sai hết. Rất tốt. Ghi cho cô cái câu. Nó là một con gấu bông nhỏ. Nó là một con gấu bông nhỏ. Mình có từ bự là big. Vậy thì cái từ nhỏ là gì? Cố gắng nhớ nào. Nó là một con gấu bông nhỏ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình kiểm tra grammar ngữ pháp nha. Nó là một con gấu bông nhỏ. Mình có từ nó là it. It. Khánh Nam, is a little teddy bear, but your answer is still wrong. Rồi, cái đáp án của bạn Khánh Nam bị sai rồi ha. Đầu tiên, cái từ nó là từ it's, chứ không phải là từ is. Cái thứ hai, đó là cái từ nhỏ là little. Từ little bạn Khánh Nam có nhớ bài đó, nhưng mà chưa có đúng chính tả nè. Còn bạn Phúc Minh thì chưa nhớ ra được từ little luôn. Nó là một con gấu bông nhỏ. Mình có cái từ little.
is a little teddy bear. Rồi, đáp án của bạn Hải Đăng đang bị thiếu chữ a. À, trong câu cô nói là nó là một, một. Có từ một là a. Is a little teddy bear. Cô đọc rõ cho đáp án như vậy rồi. Cố gắng lên nào. Okay, look at my cat. Look at my cat. Rồi, bây giờ các bạn sẽ phải miêu tả con mèo của cô. Okay, nó là một con mèo bự. Nó là một con mèo bự. Nó là một con mèo bự. Câu này dễ hơn nha. Cô ơi. Ơi. Sao con mèo nó chưa nhìn nó cả nhút nhát vậy? Ừ, nó cả nhút nhát gì cả, nó ngoan lắm. Ok, các bạn gõ hết đáp án rồi ha. Khánh Nam. Nhanh lên nào. Nó là một con mèo bự. Ok, that's right. Rồi, cái từ is của bạn Khánh Nam vẫn còn bị sai nha. Cái từ is của Khánh Nam vẫn còn bị sai ha. Rồi, tiếp tục ha. Hỏi cho cô, đặt cho cô một câu hỏi như sau. Con mèo ở trong phòng ngủ phải không? Con mèo ở trong phòng ngủ phải không? Rồi, phân biệt cho cô giữa it và is nha. It is và is it. Nó khác nhau. Ok, bạn Hải Đăng. Is a cat in the bedroom? Còn bạn Phúc Minh là the cat is on the bedroom. Rồi mình muốn miêu tả ở trong phòng nào đó thì mình phải dùng từ in. Rồi, cái thứ hai, cái câu của bạn Hải Đăng đang bị sai. Câu hỏi này thì mình phải dùng là is it? Is it? Bình thường á, mình nói thì mình quen rồi. Nhưng khi mình viết ra thành câu thì mình cảm thấy nó rất là khó, đúng không nào? Cảm thấy mình không biết viết từ nào trước, viết từ nào sau cả. Is it a cat? Oh, sorry. Is the cat in the bedroom? Ok. Thank you. Rồi, tới đây thôi. Hôm nay chúng ta chỉ kiểm tra tới đây thôi nhé. Rồi, bây giờ cô sẽ kiểm tra lại các bạn về thứ ngày tháng, tức là sao kiểm tra về các thứ trong tuần á.
Rồi cô mời bạn đầu tiên Khánh Nam đọc cho cô từ thứ hai cho tới chủ nhật nào. Monday, Tuesday, Wednesday. Say that again. Tuesday, chứ không phải là till mà là Tuesday. Monday, Tuesday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Sai rồi, sau Thursday là gì? Friday. Sai, Friday. Friday, Saturday. Close your book, please. Gấp sách lại nào. Sunday. Friday rồi tới gì nữa? Saturday. Sunday. Yes, okay. Làm lại một lần nữa nào. Monday, Tuesday, Thursday, Wednesday, Thursday. Friday, Saturday. Yes, Sunday. Okay. Good job, good job. Next one, next one. Hãy đăng. Yes. Hãy đăng. Yes. It's your turn. Yes. Từ thứ hai tới chủ nhật nào. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Wednesday xong rồi tới nào? Thursday. Friday. Saturday. Sunday. Yes, good job. Next one, Phúc Minh. Yes. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Thursday, what else? Saturday. Hết chưa con? Saturday rồi gì nữa? Chủ nhật là gì? Sunday. Yes. Sunday. Thank you. Rồi, tiếp theo ha, chúng ta sẽ nói cho cô, đếm cho cô từ 1 cho tới 20 ha. Rồi, bắt đầu từ bạn Khánh Nam luôn nào. Ừ. 1 đến 20. Khánh Nam. Nghe cô nói không Khánh Nam? Dạ. Đọc cho cô, đếm cho cô số từ 1 tới 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sau 15 là mấy nữa nhỉ? 16. Vừa nãy con đọc nhanh quá, con quên mất 16 rồi. Bạn tiếp theo Khánh Nam.
Sorry, Hải Đăng. Yes. Count from 1 to 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. 18, xong tới mấy nữa? 18, 19, 20. Okay, Phúc Minh, please. Yes. Count from 1 to 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yes, that's right. Okay, right. Bây giờ chúng ta sẽ chơi games một xíu ha. Rồi, lựa cho cô một cái game mà các bạn muốn chơi nào. Dạ, con nhắn cho trong ô chat cô, cho con nhắn trong ô chat được không? Số 5. Ok, số 5 nha. Thôi số 3 đi cô. Số 5 rồi. Thôi cô cho bạn số 5, chọn số 5 đi. Easy, medium, hard. Hard. Ủa sao cô chẳng thấy màn hình cô chia sẻ? Sorry, wait a minute. Okay. Mức nào cũng được. Choose one. Mức nào cũng được đi cô. Cô chọn đi cô. Cô chọn đi. Hard. Hard noodle soup. Hard. Listen and guess the woman. Woman. W O N. Go to bed. Go to bed. Go to bed. Bee. Go to bed. Chi 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 chi. Oh 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 oh. Go to bed. Cô bấm lại đi. Go to bed. Go to bed. Go to bed mà họ ghi chỉ có hai chữ thôi hả? Go to bed. Mà người ta đọc chi, ta đọc chi, là go to bed. Chi, chi. Woman. Happy. 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 Why? Okay, good job. Next one. 3. Easy, medium, hot. Hot. Play. Jeans. Jeans nghĩa là gì? Jeans. Messy. Nóng bừa bộn. Bừa bộn, bê bối là messy. Bừa bộn. 50. Số 15. Ai nhầm số 50. Năm mươi. Uh-oh.
Cô bánh bị lật, sorry. Scarf. Găng tay. Scarf. Găng tay. Không, glove mới là găng tay. No. Pizza. Pizza. Bánh pizza, bánh pizza. Toàn gãy cái đầu pizza. 100. 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 Floor. 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 Sàn nhà. Đó, chứ cô bắn được lật không à. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Chơi lại đi cô. Cho nào. Cho số 3, cho lại đi. Số thôi cô, số 6 đi, số 6 đi. Cho này tính giờ, nên phải tính nhanh. Chơi đến 8:40 cho con về nghỉ nha, học nha cô, để con ra ngoài đi chơi. Không được nữa. Không được. Easy, medium, hard. 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 Hard nè. Hard mức khó. Còn medium là mức trung bình. Ủa sao cô không nghe em Thanh? Plane. Plane. Máy bay chị. Plane. Máy bay bị hỏng. Máy bay cắt. Line. Line, đường thẳng. Drum. Drum. Đại trống. Trống. Đại trống. Drum. Cake. Cape. Cape. Hey. Cape. Ủa sao người ta không đọc? Hết giờ. Hết giờ. That's it. Hết giờ. Right. Chờ thứ thứ hai nha. Double trouble. Dạ, double trouble. Chà này cũng cho tính giờ đi chơi. Easy. Easy, easy. Ok. Fire station. Trạm cứu hỏa. Trạm cứu hỏa. Fire station. Wedding. 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 Đám cưới. Classroom. Classroom. Lớp học. Classroom. 5, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Table. Wedding. 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 Skateboard. 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 Mà mẹ 5 nhân 2 bằng 10 hả? Mà mẹ. Behind. Okay, behind, what does it mean, everyone? Ở đằng sau. Đằng sau. Behind. Airport. Airport. Chả máy bay. Airport. Table. 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 Table bà. Cái bà. Table. Police station. Police station. Police station. Classroom. Classroom. Lớp học. Picture. Oh, classroom. 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 Picture. 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 Play tennis. Play tennis. Your tennis. Play tennis. Yes, play tennis.
Do my homework. Do my homework. Làm bài tập về nhà. Do my homework. Visit my grandma. Visit my grandma. This is my grandma. Nghĩa là gì? Visit my grandma. Về thăm bà ngoại. Ừ. Do my homework. Do my homework. Làm bài tập về nhà. Anh ơi, lâu cái này nè. Skateboard. Skateboard. Chơi bóng chuyền. Play tennis. Play tennis. Skateboard. Play tennis. Tennis không phải là cầu lông nha. Cầu lông là badminton. Tennis là tennis. Play tennis. Con đi đọc từ đáng cầu nông đó cô. Đi đọc đi. Help my mom. Help my mom. Giúp đỡ mẹ. Giúp đỡ mẹ. Picture. Picture. Bức ảnh. Fire station. Fire station. Fire station. Airport. Airport. Sân bay. Sân bay. Never up. Có nghĩa là oh, what is picture. Picture. Bức hình. Picture. Bức ảnh. Airport. 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 Sân bay. Wash the car. Wash the car. Rửa xe. Visit my grandma. Rửa xe thôi. Do my homework. Wash the car. Oh, wash the car ngay đây. Wash the car. Wash the car. Play soccer. Play soccer. Visit my grandma. Visit my grandma. Visit my grandma. Play soccer. Do my homework. Do my homework. Do my homework. Play soccer. Play soccer. Chơi đá banh. Yes, play soccer là chơi đá banh. Wedding. 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 Sinh nhật. Đám cưới. Đám cưới. Airport. Trạm cảnh sát. Anh được chạm máy bay. School. School. Ở đâu? School. Trường học. Picture. 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 Bức ảnh. Play soccer. Play soccer. Wash the car. Wash the car. Wash the car. Thấy cô Trang hay không? Được. Visit my grandma. Visit my grandma. Thăm bà. Visit my grandma. Classroom. Classroom. Brush my hair. Skateboard. Wedding. School. School. Brush my hair. I brush my hair. Brush my hair là gì các bạn? Brush my hair. Brush my hair. Skateboard. Classroom. A classroom. Wedding. Classroom. Sorry. Classroom. Classroom. School. School. Skateboard. School. School là trường học. Wedding. Wedding. Đám cưới. Skateboard. Time's up. Skateboard. Oh my goodness. Yes. Yes. Đây là cái lần mà có điểm cao nhất nè. High score. High score. Lần điểm cao tuyệt đối của lớp mình luôn đó. Con chơi chơi okay. Đó là được. Con chơi trò này được 50 điểm luôn. Con chơi trò nào? Trò lúc nãy đó, trò số 2 đó, con được chơi trò đó được 50 điểm luôn. Ủa, trò số 2 tối đa là 39 điểm mà. Mà con cũng được 39 điểm giống cô luôn á. Giỏi vậy hả? Con rồi. Nói nhầm. Ý là con tính mấy từ ở trên luôn. Thế hả? Ờ. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nghe cho cô bài một hát bài ABC hát. Đi cô. Thôi lớp 2 rồi ai còn nghe ABC nữa. Bây giờ chúng ta sẽ nghe Take me to your heart. No, take me to your heart tại chứ. Bài bài gì nhờ? Bài về ngày thứ ngày tháng Monday. Son Monday kìa cô. Cô thấy mà. Trả lời lại bài hát cây cây. Không, ý là ngày và thứ. Ngày tháng năm học. Ngày tháng năm học ngày... Ủa sao cô không nghe thấy âm thanh? Các bạn có nghe thấy âm thanh không? Không. No reason. Nope. Up. Các bạn ơi, các bạn thử tắt mic của các bạn đi. Tắt mic đi.
Rồi. Sao kỳ vậy? Hãy đăng turn on your camera please. Cũng không được luôn. Ủa sao tự nhiên cái loa máy tính của con bị hư vậy? Các bạn, cô không biết. Nghe được gì trên, cô cũng không biết luôn. Rồi, vậy thì cô nhắc lại bài tập về nhà của mình nha. Đây, bài tập về nhà của mình đây ha. Các con sẽ miêu tả một loại trái cây mà con yêu thích. Loại trái cây đó là gì? Nó có màu gì? Rồi, nó có vị ra sao? Chua, ngọt, đắng hay mặn hay chát gì đó. Rồi, ai mua trái cây đó cho con? Ai mua chúng cho con? Rồi, con sẽ trả lời là ba hoặc mẹ hoặc là ông bà gì đó. Ai mua cho con thì con kể ra. Rồi, câu tiếp theo. Where do you buy it? Thường thì con sẽ mua cái loại trái cây đó ở đâu? Mua ở chợ hay là mua ở siêu thị? Được chưa? Bài tập này mình có được nhìn sách không cả lớp? Có được không? Không, không được nhìn bất kỳ đâu hết nha. Rồi, vậy thì về nhà nhớ làm bài tập cho cô nha. Dạ. Rồi, tiết sau mình lại tiếp tục kiểm tra. Dạ, tạm biệt cô. Good night, teacher. Good night, everyone. Goodbye, yes. Teacher. Goodbye, yes, goodbye, teacher. Goodbye, Khanam. Goodbye, Fuman. Yes, goodbye, everyone. Khánh Nam, leave out the room.